Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 24 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Chợ trời trung ương ghế nào giá đó. Đại hội 13 càng đến gần thì nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam càng lo lắng về công tác nhân sự, bởi nếu không dàn xếp thương lượng một cách khéo léo thì sẽ gây ra những tai họa khôn lường, thậm chí còn ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ. Để trấn an người dân, mới đây người đứng đầu Đảng và nhà nước lại tiếp tục vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp trong công tác nhân sự của Đảng này. Phát biểu trong hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tại Hà Nội hôm 19 tháng 11, ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng chủ trì đã đưa ra những nhận định tích cực về việc chuẩn bị nhân sự Đại hội lần thứ 13. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp. Ông Nguyễn Phú Trọng phát biểu rằng công tác nhân sự đại hội có nhiều đổi mới, đã chú ý phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng. Nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng ở tất cả các khâu, góp phần nâng cao chất lượng nhân sự cấp cao ở các cấp và chuẩn bị cho nhân sự ở trung ương. Những hiện tượng vận động tranh thủ phiếu bầu cơ bản đã được khắc phục, tình trạng chạy chức chạy quyền cục bộ địa phương lợi ích nhóm đã giảm hẳn. Các yêu cầu về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, chất lượng cơ bản được đảm bảo. Tỷ lệ cấp ủy là nữ, người dân tộc thiểu số nhìn chung cao hơn nhiều so với các nhiệm kỳ trước. Ông Trọng cũng nói thêm là có nơi chuẩn bị nhân sự chưa thật kỹ, còn bố trí người nhà, người thân chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện uy tín tham gia cấp ủy. Tuy vậy, ông vẫn khẳng định Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp, đáp ứng được mục tiêu yêu cầu đề ra, để lại những dấu ấn nổi bật và những tình cảm tốt đẹp trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phát biểu của ông Trọng về tình trạng chạy chức chạy quyền giảm hẳn đã tạo nên những tranh luận lớn trong cộng đồng trong và ngoài nước. Đây là hình ảnh 8 ủy viên Trung ương Đảng đương nhiệm đã bị kỷ luật, trong đó có 2 ủy viên Bộ Chính trị. Blogger Nguyễn Ngọc Già đã bình luận như sau. Thứ nhất, ông Trọng nên đưa ra con số rõ ràng, chứ không nên nói chung chung như vậy. Phải có số tuyệt đối là bao nhiêu con người và số tương đối là chiếm bao nhiêu phần trăm. Ông phải làm một phép so sánh với các kỳ đại hội đảng trước đây thì mới phát ngôn như vậy được. Thứ hai, tất cả các đại hội đảng hàng chục năm qua họ đều nói là thành công. Như vậy, có phải là họ đã nói dối hay không khi đại hội nào họ cũng bảo là chọn ra những người xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, nhưng thực tế chứng minh ngược lại. Tham nhũng rồi bỏ trốn ra nước ngoài đã trở thành chuyện nghiêm trọng và hàng ngày. Vậy, qua các kỳ đại hội vừa qua, nhân sự của họ đã bị ở tù, bị kỷ luật, bị khai trừ khỏi đảng là những người có chạy chức, chạy phiếu hay không, phải kiểm tra cho rõ. Nếu kỳ này gọi là giảm hẳn, thì cũng phải đưa ra những kẻ nào đã chạy chức, chạy quyền ra cho dân biết. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp thì cho rằng cách nói của ông Trọng là tự khen, là nói để mà nói thôi, chứ làm sao mà biết là giảm hay tăng, bởi chính các ông ấy còn không biết ai chạy. Vị học giả này cũng cho rằng chuyện xóa bỏ hoàn toàn nạn chạy chức, chạy quyền là chuyện không thể có. Còn chuyện giảm hay giảm hẳn như lời ông Trọng nói thì không có căn cứ, ông giải thích tiếp như sau. Không bao giờ hết, vì đây là chế độ chỉ có một đảng mà lại không công khai, minh bạch gì cả. Do đó, cái nền tảng để đưa ra chuyện tham nhũng chính trị, chuyện chạy trọt, mua quan, bán chức về số 0 là chuyện không thể có được. Với cái thể chế như thế này thì không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Lý do thứ nhất là không có sự minh bạch. Thứ hai là không có một chính sách rõ ràng để bầu cử. Thứ ba là người ta làm việc theo cảm tính và theo kiểu tiến cử cá nhân. Những lời ngợi ca của vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về công tác nhân sự trước thềm Đại hội 13 tốt đẹp là vậy. Mà chỉ hơn một tuần trước, người đứng đầu chính phủ lại kêu ca về việc bổ nhiệm nhân sự tại địa phương. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng của Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên thảo luận chiều ngày 11 tháng 10 năm 2020. Tại phiên thảo luận ở tổ của Quốc hội ngày 10 tháng 11 năm 2020 về các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói như sau. Địa phương đang được phân cấp lớn về nguồn lực, tài lực, nhân lực
nên phải trong sáng, chứ không phải là đề bạt một cán bộ tốn bằng ngày tiền đâu, chấm dứt trò ấy đi. Giới quan sát nhận định lời kêu ca của ông Phúc đưa ra khi Đảng Cộng sản Việt Nam đã gần xong việc cải cắm phe cánh từ trung ương tới địa phương, chuẩn bị cho đại hội Đảng vào tháng 1 năm 2021, chứng tỏ dù đã có những lệnh cấm đoán, đe dọa đuổi ra khỏi Đảng, nạn mua quan bán chức vẫn diễn ra như bệnh mãn tính mỗi ngày. Có một chỗ đứng tốt trong Đảng và nhà nước đồng nghĩa với những lợi lộc dưới gầm bàn là rất to lớn. Đảng viên nào cũng biết như vậy, nên người ta sẵn sàng chi trước một khoản tiền để chạy, coi như một hình thức đầu tư để sau đó thu lại cả vốn lẫn lời. Trước kỳ mỗi đại hội Đảng, vấn đề này luôn được đề cập và hứa hẹn giải quyết, nhưng tình trạng chạy chức, chạy quyền vẫn như trăm hoa đưa nở diễn ra khắp nơi từ Bắc vào Nam. Nhà báo Phạm Thành lúc đó cũng cho rằng lời kêu gọi mà chính phủ Hà Nội mỗi lần họp bàn nhân sự đại hội Đảng đều nêu ra thể hiện ý muốn duy ý chí và không thể thực hiện được. Ông đã từng nói như sau: mồm nói như vậy nhưng cơ chế vận hành của chủ nghĩa xã hội lại không đảm bảo cho việc đó đạt được kết quả. Do thể chế chính trị, cơ cấu vận hành của thể chế chính trị tạo ra vòng xoáy cơ hội cho những phần tử ham muốn quyền lực, chỉ biết lợi ích riêng của mình mà không biết đến lợi ích cộng đồng, chui vào bộ máy nhà nước vì mục đích quyền, tiền. Thì làm gì có cơ hội cho những người liêm chính, sống vì mục đích cộng đồng, dám hy sinh cái tôi của mình để cống hiến cho xã hội. Tuy nhiên, cũng có tác dụng với người không hiểu biết và vẫn tin tưởng vào Đảng. Cũng cần phải ghi nhận rằng thời gian gần đây, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã có nhiều tuyên bố và hành động tương đối cứng rắn để đối phó với tình trạng chạy chức, chạy quyền. Đây là hình ảnh hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai thực hiện quy định số 205 vào ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền vào hôm 2 tháng 12 năm 2019. Tháng 9 năm ngoái, được biết khi đó Bộ Chính trị đã ban hành quy định số 205 về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Quy định đã liệt kê 6 hành vi được xem là chạy chức, chạy quyền và 8 hành vi bao che tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền. Quy định cũng cấm đảng viên tặng quà, tiền, bất động sản và ngay cả sắp xếp các hoạt động vui chơi, giải trí cho cán bộ lãnh đạo, người có thẩm quyền hoặc người có liên quan nhằm mục đích được sự ủng hộ, tín nhiệm, được vị trí, chức vụ, quyền lợi là hành vi chạy chức, chạy quyền. Đồng thời cũng trừng phạt những đảng viên nào bao che tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền, gồm những hành vi như biết nhân sự có hành vi chạy chức, chạy quyền nhưng che giấu, thỏa hiệp, không xử lý theo thẩm quyền hoặc không báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý, trực tiếp hoặc gián tiếp nhận hối lộ nhằm giúp cho người khác có được vị trí, chức vụ, quyền lợi không chính đáng. Một trong những điểm nổi bật của quy định này là đề cao trách nhiệm của người đang được xem xét thực hiện các quy trình trong công tác cán bộ, cũng như đề cao trách nhiệm của những cá nhân có thẩm quyền quyết định nhân sự. Đây được coi là chìa khóa để kiểm soát quyền lực chống chạy chức, chạy quyền. Và thời gian vừa qua, ông Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng không ngừng nêu bật tầm quan trọng của việc tuyển chọn nhân sự cho Đại hội Đảng bộ vào năm 2021, đó là đại hội lần thứ 13. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị cán bộ toàn quốc về tình hình, nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán, ổn định kinh tế, phát triển xã hội và một số nội dung quan trọng khác, được diễn ra vào ngày 23 tháng 4 tại trụ sở Trung ương Đảng. Ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã nêu ra như sau: công tác chuẩn bị đại hội có hai vấn đề quan trọng là chuẩn bị văn kiện và chuẩn bị nhân sự. Công tác văn kiện rất quan trọng, nhưng công tác nhân sự phức tạp, khó hơn, nhạy cảm hơn, cần tổng kết rút kinh nghiệm, đề ra định hướng để làm cho tốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong quá trình lựa chọn, phải lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu chuẩn, hiệu quả, uy tín của bản thân trong công việc làm thước đo chủ yếu, phải bố trí đúng người, đúng việc, tạo ekip, ăn ý, đoàn kết, thống nhất, tạo nên sức mạnh. Vài ngày sau hội nghị kể trên, người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam vào cuối tháng 4 đã có bài viết khẳng định kiên quyết không để những người bị cho là có tư chất xấu lọt vào Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Cụ thể, bao gồm những người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, tham nhũng, phe cánh, lợi ích nhóm, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, nhiều tài sản mà không giải trình được nguồn gốc, bản thân và gia đình lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính.
và mặc cho những nỗ lực có phần ít nhiều bị dân ở trên thông tin về việc những quan chức lạm dụng chức vụ, quyền hạn, đưa người thân và giữ các vị trí quan trọng trong các cơ quan công quyền, chuyện cả nhà làm quan, cả họ làm quan thì vẫn diễn ra nhàn nhản từ trung ương đến địa phương. Trước đó, dư luận từng nhiều lần xôn xao về câu chuyện cả họ làm quan ở Bắc Ninh khi Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến có nhiều người thân giữ các vị trí cao ở các sở, ngành, địa phương trong tỉnh này. Một dòng họ làm quan khác cũng nổi tiếng trong dư luận thời gian qua là đại gia đình ông Triệu Tài Vinh, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, người từng là Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang. Gia đình ông có ít nhất 8 người thân ruột thịt giữ những chức vị lãnh đạo tại nhiều ban, ngành địa phương trong tỉnh Hà Giang. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ ba ngày 24 tháng 11 năm 2020 với bản tin Chợ trời Trung ương ghế nào giá đó. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. We'll be right back.